xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với X Việt Nam à, hôm nay X Việt Nam để tiếp tục với series X Việt Nam Smart Tool một add In do X Việt Nam phát triển à, bài hôm nay đó là hàm wrap con và wrap Pro à, có nghĩa là biến đổi dữ liệu từ dòng cột sang một mảng à, dòng có thể là một dòng cột có thể là một cột hoặc n dòng hoặc n cột chúng ta cùng xét cái ví dụ như sau đầu tiên chúng ta có một cái dòng dữ liệu như thế này và chúng ta muốn biến nó thành một cái vùng dữ liệu như thế này yeah. mình sẽ demo bạn một cách baseline. À, chúng ta có một dòng và chúng ta muốn biến đổi nó thành một vùng đây cái vùng dữ liệu này đây là vùng dữ liệu của chúng ta thì đối với cái hàm này chúng ta cần phải tìm hiểu các cái đối số nó một cách chính xác và nó hơi tương đối khó hiểu một chút ha các bạn lưu ý ở đây đầu tiên chúng ta thấy là chúng ta có dòng muốn chuyển thành array thì chúng ta sử dụng hàm e iax wrap row tương tác với dòng thì dùng công thức dòng đơn giản thôi row chúng ta thấy có đối số đầu tiên của nó là vector vector à, hiểu một cách nôm na đó là một vùng dữ liệu trước đây các bạn ha vector vùng dữ liệu này và chúng ta muốn biến cái này thành cái dòng thì chúng ta sẽ đưa vào đây một cái đối số là chúng ta muốn bao nhiêu dữ liệu à, cụ thể là đây mình đang chọn một vùng thì nó là bao nhiêu ô á nó sẽ cắt cái vector này và nó biến thành cái vùng cho chúng ta nó từ dòng sang vùng ví dụ ở đây à, chúng ta thấy là cái yêu cầu tạo ra là ABC đúng không có ba cái ba cái 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 dữ liệu đây là ABC đúng không thì đây chúng ta điền vào trong đây là ba chúng ta làm trước đi chúng ta giải thích sao và đúng không à may quá nó đúng như vậy thì wrap row trong tình huống này như thế nào đầu tiên chúng ta xét cùng dữ liệu của chúng ta là đây đây là một cái vector được chưa bạn đây vector này thì mình vẽ cho nó thành cái vector nó đi từ trái sang phải và khi chúng ta điền vào trong này đối số là ba có nghĩa là nó bắt ba dữ liệu ở đây được chưa vì hàm này là hàm wrap row cho nên là nó sẽ sắp xếp theo dòng trước nó đem ba dữ liệu này xuống nó bỏ xuống đây như vậy là a b c là ok tiếp theo nếu mình đã điền vào số 3 thì nó tự nhiên nó sẽ lấy tiếp theo là DEF và DEF này nó cũng sắp theo dòng cho nên nó sắp vào đây tương tự và GXE vân vân và vân vân ha như vậy bạn sẽ hiểu vector là chúng ta chọn một vùng dữ liệu nếu là dòng thì nó sẽ đi từ trái sang phải và khi chúng ta đưa cái số là wrap cao vào trong đó thì nó sẽ đếm cái phần tử trong dữ liệu đó ABC và nó sẽ sắp xếp theo dòng được chưa bây giờ wrap row Tiếp theo nếu chúng ta tương tác vào một cột nhưng mà chúng ta vẫn muốn tạo ra một cái vùng. Được chưa? Chúng ta vẫn muốn tạo ra một cái vùng và chúng ta muốn cái dữ liệu này nó sắp xếp theo hàng ngang. Được chưa? Sắp xếp theo hàng ngang như thế nào là sắp xếp hàng ngang? Mình đưa ví dụ. Mình tương tác vào một cột nhưng mình vẫn dùng rap row vì mình muốn tạo ra vùng dữ liệu sắp xếp theo dạng row, dạng dòng á thì mình điền vào đây là một cái số 3. Thì tương tự, mình sẽ thấy là dữ liệu nó sẽ sắp 1 2 3 4 5 6 y chang như thế này. Thì mình sẽ giải thích như sau. À, cái hàm này các bạn phải tập trung hiểu về vector. Đầu tiên á là mình đưa vào đây một vector. Vector của mình là một vùng dữ liệu này thì nó sẽ có cái chiều từ trên xuống dưới. Dạ. Vậy thì khi mình đưa vào số 3, có nghĩa là lập tức nó sẽ bắt ra ba cái dữ liệu đầu tiên trước. Và vì mình đang sử dụng hàm rap pro cho nên 1 2 3 này nó sẽ chuyển thành cái dòng à, hiểu chưa nó chuyển thành cái dòng cho nên nó sắp xếp ra 1 2 3 và nó đẩy xuống đây 1 2 3 đẩy xuống đây tương tự mình đã đẩy điền vào 3 thì cho cho nên là lần tiếp theo nó sẽ bắt 4 5 6 và đây là hàm rap grow cho nên là nó bắt 4 5 6 nó đưa vào cái dòng nữa đó tương tự và như vậy chúng ta đã hiểu ra rap grow rồi bây giờ chúng ta hàm rap scone thử xem ha grow làm được rồi thì con có làm được không thì e x rap còn là column cũng chọn một cái array luôn các bạn à, array ha nó gọi là vector à, trong cái cái công thức này nó gọi là vector bởi vì nó có cái chiều của nó các bạn ha à, rồi nếu mà mình nói là column á muốn cắt cái nguyên cái dòng dữ liệu này thành column được chưa thành column mà mình điền vào đây là ba thử xem ra cái gì mình cứ điền thử à, có vẻ nó không giống với lại cái cái, cái, cái yêu cầu đề bài đó đâu mình điền vào bốn thử xem à mình điền vào đây rồi mình giải thích sao rồi nó giống giống rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ giải thích như sau. Đầu tiên ha, chúng ta bắt vào cái vector này. Chúng ta có một vector. Được chưa? Và đây là hàm wrap. Wrap gì? Wrap cone. Có nghĩa là tạo ra cái cột. Mà chúng ta điền vào đây là đối số là 4 đúng không? Như vậy chúng ta sẽ cắt ở đây là 1, 2, 3, 4. Rồi A, B, C, D. Thì khi A, B, C, D nó sẽ dựng thành một cái cột các bạn. Có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là cái A, B, C, D này nó đang ở mảng hàng ngang. Đây mình đánh như là A, B, C, D nó cắt ra. Nhưng mà khi là wrap, con nó sẽ tự động chuyển xuống đây là A, rồi B, rồi C, rồi D. Đó. Tiếp theo E, F, G, X thì nó sẽ E, F, G, X tương tự và E, X, uh, K, M. Đó. Các bạn đã hiểu rồi ha. Rất là đơn giản. Có nghĩa là nếu nó là con thì nó sẽ tự động bẻ cái mảng này thành các mảng chiều dọc. Thì nó sẽ chuyển thành cái con. Tương ứng ở dưới này chúng ta cũng có là wrap, con E -a -it. Grab Con chưa? Và chúng ta truy vấn vào một cái cột Rồi chúng ta cũng điền số 4 luôn Thử xem ra cái gì Vậy ra y chang ha Cái cột thì dễ hiểu không Cột từ cột sang cột thì dễ rồi Có nghe liên ra điền 4 vô thì nó bắt bốn con này Nó tạo thành một cột Tiếp theo nó bắt bốn con này Tạo thành một cột và tương tự Rồi Chỉ à, mới cái ví dụ đầu tiên là thấy nó khá là phức tạp Tuy nhiên khi mà bạn hiểu rồi á Thì những ví dụ sau đó rất là dễ ha Mình sẽ đi tiếp này này chỉ giải thích lại thôi à, rapcon chúng ta điền năm thì nó cứ lấy năm cái nó cắt thành cột các bạn năm cái này cắt thành cột rất là dễ dàng roll thì ở đây là điền năm thì cứ năm cái nó chuyển thành một dòng sim skirt so dresser thì nó sẽ thành một một dòng rất là dễ luôn à, ở đây là cái gì à, rap pro bốn thì dễ dàng rồi một hai ba bốn thì nó cứ lấy ra là một một dòng thôi đúng chưa cứ vậy mà nó làm ha này chuyển mảng 2D à, này cao bằng 10 thì nó cứ điếm 10 thì nó tạo thành hai cột không có gì hết ví dụ này cực kỳ đơn giản rồi bed width là gì bed width là nó dùng để thay thế cái dữ liệu mà khi chúng ta không có à, thì nó điền vô cái missing value bình thường ở trên này mình không có chưa sử dụng đối số bed width này thì nó là bình thường nếu mà mình để năm ở đây thì nó cứ cắt năm dữ liệu ha một hai ba bốn năm nhưng mà vì cái mảng này nó không có chia đều cho năm không chia đủ cho năm cho nên ở đây nó còn trống hai ông nè đó đúng không ạ à? à, nếu mà chúng ta điền vào trong này một cái bed width ví dụ đây là điền hai cái điền cái ký tự rỗng thì nó cũng rỗng bình thường nhưng nếu chúng ta điền một cái gì đó dấu gạch thì nó ra dấu gạch Thật ra thì chỉ đơn giản là nếu không có dữ liệu thì nó thay thế bằng cái gì được chưa merge uh, thì multiple ha đã viết sai rồi uh, March, multiple row có nghĩa là à, hồi nãy giờ chúng ta chỉ xử lý từng dòng từng dòng mà chúng ta biến thành một mảng thì bây giờ nó nhiều dòng thì sao thì thực ra nếu mà nó có nhiều dòng chúng ta có thể sử dụng cái hàm stack hay vstack để chúng ta ta tạo nó thành một cái cái mảng trước rồi chúng ta đẩy dữ liệu ra thì ở đây nè người ta có thể sử dụng là gì stack đúng không dành cho những bạn chưa biết hàm stack thì chúng ta làm thử thôi là nói mảng theo chiều ngang đúng không nghe là làm gì nè bạn đó rồi thì sau khi đó nó ra được một dòng rồi thì chúng ta cứ vậy mà chúng ta à, xử lý cái vấn đề này thôi đúng không ạ chúng ta tưởng tượng đây là một cái dòng dữ liệu thì chúng ta muốn stack nó theo kiểu gì để đây muốn wrap theo column à wrap theo column thì chúng ta điền vào đây 10 thì nó có điếm 10 ở đây nó tạo ra một cột hả à, đây là có hai cột còn trường hợp này nó làm theo là row nó cứ năm dữ liệu thì nó tạo thành một row đó đơn giản dễ hiểu uh, merge multiple column thì nó cũng tương tự các bạn hồi nãy các bạn sử dụng stack là tại vì các bạn có nhiều dòng cho nên nó nói theo chiều ngang. Còn bây giờ bạn nhiều column thì bạn nói theo chiều dọc là dùng Vstack ha. Và Vstack thì cũng tương tự luôn đó, rất đơn giản. À wrap and sort thì đơn giản thôi, có nghĩa là bạn đưa vào đây là một cái cái cái, cái hàm sort thì bạn có thể sắp xếp dữ liệu trước rồi sau đó là bạn wrap nó lại thôi, đúng chưa? À, rất là dễ. À, ở đây là những cái uh, ví dụ về thay thế Thì như mình cũng như việc, những video clip trước Mình sẽ không có sử dụng những phương thức này à, Nó cực kỳ phức tạp đúng không à, Thậm chí mình chưa bao giờ uh, Tìm hiểu và giải thích những cái này để làm cái gì Tại vì nó uh, phức tạp Và nó không có hiệu quả à, Điều đó cho thấy rằng cái gì Nếu các bạn không sử dụng cái CL365 Mà các bạn muốn làm một cái công việc tương tự Thì hầu như là rất hiếm các bạn có thể làm được Và nhiều khi chúng ta cũng thèm làm luôn Chúng ta làm bằng tay luôn Đó à, à, cho nên các bạn nên sử dụng Excel 365, nếu được thì sử dụng bản Insider cho nó có những cái hàng này, nếu không thì các bạn có thể sử dụng add in của X Việt Nam. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở một video clip khác.